Thế là cuối cùng mình đã có được 5 chiếc bánh bò chuối xiêm lá dứa. Cái bánh này nó vừa thơm cái mùi chuối xiêm, vừa thơm mùi lá dứa. Và khi mà để nguội thì mình gỡ cái bánh ra nó mới dễ nha, vì bánh mình cũng còn hơi ấm ấm này. Nguyên liệu để mình làm món bánh bò chuối xiêm lá dứa mà mình làm bằng bột mì này các bạn. Thì đầu tiên là cái chỗ này là mình cân sẵn ra đây, đây là 300 g bột mì nha. Mình sử dụng bột mì số 8 á. Rồi cái lượng mà chất lỏng mà để mình nhồi với lại bột mì á thì mình có ở đây là nước cốt của lá dứa này. Là mình xay lá dứa rồi mình để cho nó qua một đêm, rồi cái mình bỏ cái phần nước trong ở bên trên đi, mình lấy cái phần nước đặc ở dưới. Thì chỗ này là 70 ml nước lá dứa. Và ở đây mình có 100 ml nước cốt dừa nữa. Cộng vô hai phần chất lỏng là 170 ml nha. Rồi đường ở đây thì mình cân sẵn là 100 g đường này. Và đây là nửa muỗng cà phê muối. Và khi mà mình làm mình sử dụng cái men khô dùng liền á. Một bịch này là 10 g nhưng mà mình chỉ có lấy khoảng 5 g thôi để mình trộn với cái phần bột này. Và một món mà không thể thiếu nữa là chuối. Chuối nó đã chín rồi, mình bóc ra rồi mình cắt nhỏ nhỏ sẵn này. Mình cân chỗ này là 200 g chuối xiêm chín nha. Đầu tiên là mình rây bột mì qua một cái rây nha. Mình rây bột để cho nó mịn. Bột mì mình đã rây rồi thì bây giờ mình cho muối vô nè. Cho men nở vô nè. Chỗ này là 5 g nha. Và mình đảo đều. Mình cho chuối đã cắt nhỏ cho vô một cái máy xay sinh tố để mình xay nha. Mình cho hết cái chỗ đường này vô luôn. Rồi nước cốt dừa nè. Nước lá dứa nè. Sau khi mình xay xong rồi ấy, thì mình sẽ cho hết tất cả vô trong cái tô bột mà khi nãy mình đã trộn với men và muối nha. Wow, nó có một cái màu xanh đẹp. Mình dùng cái phới dẹp á để mình trộn bột này. Trộn cho cái phần nước và bột nó đều. Còn một cái nguyên liệu nữa mà khi nãy mình quên mình chưa có giới thiệu, đó là một muỗng canh dầu ăn nha. Khi mà mình đảo bột đã gần đều hết rồi thì mình cho một muỗng canh dầu ăn này vô. Và mình đảo để cho dầu nó đều với bột. Bột mình đảo như vậy là được rồi các bạn. Mình gạt cái phần bột nó xuống ha. Và mình dùng cái nắp để mình đậy bột lại. Và mình sẽ ủ bột này khoảng 60 phút sau á, thì mình đem ra mình làm tiếp nha. Bột mình đã ủ được gần 60 phút rồi nè các bạn. Cái bột của mình đã nở chưa nè. Mình lấy cái muỗng mình đảo lên nha. Đó các bạn thấy nó nở xốp trên này. Mình chưa hấp mà mình đã nghe thấy cái mùi thơm của chuối á, nó rất là thơm luôn. Rồi bây giờ mình cho bột vào trong cái khuôn để mình hấp.
Thì mình sử dụng cái chén nhỏ này để mình làm khuôn này. Và mình đã quét ở trong đây một lớp dầu ăn ở chung quanh cái thành của chén này nha. Bây giờ mình múc bột mình cho vô. Mình cho cái lượng bột nó tầm tầm chỗ đầy đầy chén như vậy là được rồi nha. Và mình cứ tiếp tục mình cho bột vô hết những cái chén này nha. Bột mình đã cho vào được 5 cái khuôn này. Rồi, bây giờ là ở đây là mình có cái nước cốt của quả chanh nha các bạn. Mình lấy cái dao mình thấm vô để cho cái đầu mũi dao nó có dính nước cốt nha. Rồi mình vạch ở trên cái mặt bánh á, mình vạch thành 3 vạch nha. Và mình cứ vạch cho nó hết 5 chén bánh này nha. Mình xếp những cái chén bánh bò mình xếp vào trong một cái sừng nè. Rồi ở bên này á, bếp của mình đang nấu sôi, nước đang sôi nè. Và mình đặt cái sừng bánh lên để mình hấp nha. Khi mà mình đậy nắp vô rồi thì cứ 5 phút là mình mở nắp ra để mình xả nước một lần. Và mình hấp khoảng 18 phút thì bánh của mình nó chín nha. Nồi bánh bò chuối xiêm lá dứa mà mình làm bằng bột mì á, mình đã hấp được hơn 18 phút rồi nè các bạn. Wow, những cái chiếc bánh nó nở rất là đẹp và cái màu xanh của lá dứa cũng đẹp nữa. Như vậy là nó chín rồi thì mình tắt bếp nha. Mình đợi nguội rồi mình mang ra ngoài ha. Thế là cuối cùng mình đã có được 5 chiếc bánh bò chuối xiêm lá dứa. Cái bánh này nó vừa thơm cái mùi chuối xiêm, vừa thơm mùi lá dứa. Và khi mà để nguội thì mình gỡ cái bánh ra nó mới dễ nha, vì bánh mình cũng còn hơi ấm ấm nè. Cái món này ăn ngon lắm nè các bạn. Mến chào các bạn nha.